chào mừng các bạn đã đến với vlog của Yến Trần. Các bạn ơi, cả nhà mình hôm nay đã ăn tối chưa nè? Nếu mà chưa ăn thì hãy cùng Yến đi ra đường Trần Hưng Đạo của thành phố Sóc Trăng cùng Yến ăn món cháo cá lóc nha. Nào, chúng ta đi thôi. Mấy bạn ơi, mấy hôm nay mình có đọc tin tức thì nghe thông tin là bão số 9 đổ bộ vào Việt Nam mình. Hiện tại thì ở thành phố Sóc Trăng của mình thì mình chưa có thấy bão, nhưng mà mình thấy ít nhiều gì không khí cũng bị ảnh hưởng đó các bạn. Đặc biệt là vào buổi sáng khi mà chạy xe ra đường thì thấy rất là lạnh các bạn. Buổi trưa thì rất là ít nắng, hầu như là không có luôn. Còn buổi tối thì trời rất là se lạnh, đặc biệt là hôm nay là các bạn rất là lạnh. Vì vậy Yến mời các bạn đi cùng Yến đi ăn cháo cá lóc. Ngay tại cái quán này thì rất là nổi tiếng của thành phố Sóc Trăng. Nhưng cháo cá lóc này ngay chỗ ngã tư của Phú Lợi và Trần Hưng Đạo các bạn. Nhắc đến cháo cá lóc thì dân thành phố Sóc Trăng của mình thì ai cũng nghĩ đến cái quán cháo ngay ngã tư đường. Rất là ngon, rất là nổi tiếng và rất là lâu đời các bạn. Bây giờ Yến mời các bạn cùng Yến ăn cháo cá lóc nha. Vừa rồi Yến có kêu một phần cháo rồi các bạn. Phần cá thì mình kêu cái phần giữa nha các bạn. Phần giữa như vậy là một phần là 25.000. Nếu mà các bạn muốn ăn cái cá này nè, nếu mà các bạn muốn ăn đầu cá thì một phần luôn cháo và cá là 45.000 các bạn. Mấy ngày nay vẫn còn khan tiếng các bạn, bởi vì nói chuyện không có lên. Ăn cháo để cho tốt rồi các bạn. Các bạn ơi, trời lạnh như thế này mà có một cái tô cháo nè bạn, các bạn xem nè, có gừng nè các bạn, gừng tiêu và ngò và có hành phi nữa các bạn, rất là ngon các bạn. Trời lạnh như thế này mà ăn vô thì rất là ấm bụng. Đặc biệt nha các bạn, các bạn ăn một phần cháo sẽ được cho một cái dĩa rau lớn như vậy nè các bạn, rồi rau đắng và giá các bạn, dĩa rau tươi xanh nè, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ ăn nha. Còn có nước chấm nữa các bạn. Còn có nước chấm nha, nước chấm có ớt nha các bạn. Nước chấm này là nước mắm mặn của mình đó, rồi có ớt. Bây giờ trước tiên thì Yến sẽ bỏ một ít giá với rau đắng vào nha các bạn. Cho đĩa lớn như vậy ăn xong mà hết rau quá trời luôn. Mình bỏ trước một ít thôi, rồi một hồi ăn thêm thì mình bỏ thêm. Giờ Yến sẽ trộn lên nha. Có rất là nhiều gừng và tiêu á các bạn, và có ngò nữa. Bởi vì tô cháo rất là thơm các bạn. Cháo ở đây các bạn.
không có bị quá nhừ, cho nên ăn nó không có bị ngán, rất là ngon các bạn. Mà hạt gạo đây mình không biết là nấu gạo gì mà nó rất là thơm các bạn, hạt gạo nấu lên rất là thơm, cộng thêm cái vị thơm và nồng cay của gừng với tiêu đó các bạn, làm cho cái tô cháo rất là ngon, ăn kèm với rau răng và giá tuyệt vời luôn các bạn. Đặc biệt nha, là gừng á là làm cho mình rất là ấm các bạn, ăn vào rất là ấm, gừng với tiêu đó các bạn. À mình quên nói nữa, cá này các bạn có để thêm mỡ hành ở trên đó các bạn. Đây các bạn coi có rất là nhiều mỡ hành ở trên. Đây, mỡ hành này các bạn. Cái mỡ hành này nó ướp lên con cá này nè, rất là ngon các bạn. Làm cho cá nó ướt đó các bạn, rất là ngon. Chấm với nước mắm cay cay. Ngon quá các bạn ơi. Một cái tô cháo ngon là phải như vậy nè các bạn. Vươn một tô cháo ra nóng hổi, nghi ngút khói, rất là thơm. Mùi thơm của hạt gạo, ướt gạo các bạn, rất là thơm. Mùi nữa, cộng thêm cái vị ngọt của cá, và cái vị cay nồng, cay nồng thơm của tiêu và gừng. Và đặc biệt ở đây còn có thêm hành tím các bạn, rất là thơm. Đặc biệt đó là mắm nó mặn, nó thơm, cộng thêm cái vị cây nồng thơm của ớt. Ăn một cái tô cháo như vậy giữa trời lạnh thì ngon hết sảy các bạn ơi. Rất là đáng đồng tiền, rất là ngon, còn cá rất là nhiều.
xong tô cháo cá lóc thấy ấm hẳn lên các bạn. Các bạn nhớ nha, cháo cá lóc ở Sóc Trăng mình ngay tại ngã tư Trần Hưng Đạo và Phú Lợi các bạn. Quán cháo cá lóc rất là lâu đời, rất là nổi tiếng. Ý nhớ là ăn hồi từ lúc mà còn nhỏ xíu là đã được dẫn ra đây ăn rồi các bạn, rất là ngon. Những bạn nào mà ở xa mà có đến Sóc Trăng quê mình á, nếu mà buổi tối mà muốn đi ăn cháo cá lóc á, các bạn nhớ ghé đến đây nha, rất là ngon các bạn ơi, không có quảng cáo bậy đâu. Của mình thì hãy nhớ cho Yến một like và một đăng ký để ủng hộ Yến nha. Yến sẽ up video đều đặn mỗi ngày vào khung giờ 19 giờ mỗi tối. Các bạn nhớ đón xem nha. Còn bây giờ xin cảm ơn và xin chào.